Xin chào quý vị đã đến kênh YouTube của Civic. Tôi là MC Huy Quân. Rất vui mừng khi được giới thiệu tới quý khách những chương trình khuyến mãi cực hot với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn đang diễn ra tại Civic. Mời quý vị cùng tôi khám phá ngay nhé. Đầu tiên là chương trình khuyến mãi của thiết bị vệ sinh Lowen giảm giá tới 40%. Chỉ từ 2.500.000 đồng là bạn đã có thể sở hữu một chiếc bồn cầu Lowen chính hãng. Ngoài ra, chậu rửa sen vòi cũng có giá chỉ từ 1.000.000 đồng. Hàng Lowen được sản xuất dưới dây chuyền công nghệ của Đức nên chất lượng cực kỳ đảm bảo. Tiếp theo là thiết bị vệ sinh Toto cũng đang được mua một tặng một áp dụng cho một số sản phẩm. Ngoài ra giảm giá lên tới 25% toàn bộ sản phẩm. Toto là thương hiệu của Nhật, được người Việt tin dùng rất lâu. Chất lượng và mẫu mã đạt sản phẩm luôn ổn định bền đẹp. Các thiết bị phòng tắm đến từ các hãng nổi tiếng như Govan, Patini, Amazon cũng đã được giảm giá lên tới 30%. Bồn tắm sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn và đồng thời cũng khiến phòng tắm của bạn trong sáng hơn rất nhiều. Một hãng thiết bị vệ sinh đến từ Nhật đó chính là Inox. Thiết bị vệ sinh Inox cũng đang sale tới 48%. Bồn cầu có giá chỉ từ 1.500.000 đồng. Lớp men bên ngoài cực bền đẹp cho tuổi thọ lên tới 100 năm. Sản phẩm vòi chậu cũng đa dạng, tha hồ cho bạn lựa chọn. Các sản phẩm gạch đang được giảm giá tới 15% và sàn gỗ cũng đang được khuyến mãi tới 20%. Civic hiện đang phân phối các sản phẩm gạch của các thương hiệu uy tín trên thị trường như gạch Đồng Tâm, Inox, Vigracera. Cuối cùng là các thiết bị nhà bếp đang khuyến mãi lên tới 35%. Các sản phẩm bếp từ, máy hút mùi, máy rửa bát và máy lọc nước đều được giảm giá. Civic chỉ chuyên phân phối các hãng bếp nổi tiếng như Kocher, Chef, TK, chất lượng cực đảm bảo. Civic với 10 năm kinh nghiệm bán hàng chính hãng, có giấy tờ đầy đủ, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng tôi cũng đã có 10 năm kinh nghiệm phân phối trên thị trường nên được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Tất cả các chương trình khuyến mãi trên chỉ áp dụng từ ngày 24 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Quý khách hãy nhanh tay gọi ngay tới số hotline 0968 294 166 để đặt hàng và được tư vấn nhanh chóng, hoặc tới ngay showroom gần nhất để được tư vấn tận tình và trải nghiệm thực tế sản phẩm. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn ạ.